Tiếp tục chương trình Chào buổi sáng sẽ là mục xu hướng của tuần này. Ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu một trong những xu hướng thương mại điện tử hiện nay. Vâng, nghe nói thì có vẻ là to tát và khó hiểu, nhưng mà thực ra xu hướng này chính là việc những người kinh doanh xây dựng các ứng dụng trên điện thoại di động để bán sản phẩm của mình. Chúng ta hiểu nôm na như là kiểu xây dựng một cửa hàng với thực đơn sẵn có trên phần mềm điện thoại chẳng hạn. Chuỗi salon tóc Nam 30shine quyết định đầu tư lớn vào công nghệ để phục vụ khách hàng. Không chỉ mua hàng trực tuyến, khách hàng của 30shine còn có thể đặt lịch với chuyên gia, chọn dịch vụ và thậm chí là xem lại các mẫu tóc đã từng cắt tại cửa hàng. Mình thấy rằng là cái ứng dụng này là rất là thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho dân văn phòng như bọn mình, và mình cũng rất là hài lòng. Toàn bộ cho cái chi phí, cho cái hạ tầng công nghệ thông tin cũng như ứng dụng nó khoảng gần 1 tỷ đồng. Internet phát triển, công nghệ thông tin và thời đại smartphone như thế này thì chắc chắn là những cái lợi ích về lâu về dài dành cho khách hàng cũng như là dành cho chính 30shine cũng rất là lớn. Vâng, thực ra thì việc sử dụng trang web hay mạng xã hội như Facebook cũng có thể thực hiện đầy đủ các tính năng này. Nhưng tại sao phần mềm trên điện thoại lại tạo ra hiệu ứng tốt đến như thế? Quý vị có thể theo dõi những con số sau đây. Trước tiên phải nói đến là thói quen của người dùng. Theo thống kê của Google, thì một người Việt Nam mỗi ngày cầm điện thoại lên và xem khoảng 150 lần, tức là 10 lần mỗi giờ trừ 8 tiếng đi ngủ. Con số đó là quá nhiều so với bất cứ thiết bị nào khác, dù là TV hay là laptop. Vì thế muốn tiếp cận với khách hàng thì không gì hiệu quả hơn là qua điện thoại di động. Và thứ hai nữa là một phần mềm riêng trên điện thoại di động thì sẽ giúp các cửa hàng tương tác trực tiếp với khách hàng của mình. Không chỉ là giới thiệu cho khách những sản phẩm dịch vụ của mình mà quý vị còn có thể thường xuyên nhắc nhở khách hàng nhớ đến dịch vụ của mình. Ví dụ như là mỗi ngày có một cái thông báo nho nhỏ đến với điện thoại của bạn là 4 giờ rồi, bạn có muốn có một ly cà phê cho tỉnh táo hay không? Chúng tôi đang có giảm giá 20% cho khung giờ này đây. Hay là nửa tháng rồi, chưa thấy bạn book lịch đi cắt tóc. Khi nào rảnh thì mời bạn ghé qua nhé. Ví dụ như vậy đúng không ạ? Rất nhẹ nhàng, lịch sự mà hiệu quả lại cao nữa. Gần đây có những cái xu hướng là về salon tóc này. Đó, đấy là chính những tổ chức mà dịch vụ và họ thường là mô hình hoạt động theo chuỗi. Họ cũng muốn là làm ứng dụng và chăm sóc khách hàng để thể tương tác với khách hàng mọi lúc mọi nơi. Đó là cái xu thế hiện tại. Nó phải thật sự là đơn giản, thuận tiện và dễ dùng, có thể cầm chặt mọi lúc mọi nơi cho người dùng.